xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Crystal. Và các bạn thì ngày hôm nay mình mới vừa mở một cái quán ăn xin mời tất cả các bạn cùng vô ăn cái quán của mình. Mình sẽ cho các bạn thấy sự phục vụ tận tình, tận tụy và thức ăn siêu ngon của quán mình. Vâng, xin chào các bạn, mời các bạn đến quán ăn của chúng tôi. Quán ăn của chúng tôi là một quán thức ăn nhanh siêu hiện đại, siêu VIP Slip. Chào anh. Anh giơ tay gì vậy? Đây đâu phải lớp học đâu mà anh giơ tay phát biểu. Anh vô quán ăn của người ta mà anh giơ tay phát biểu. Anh ăn mẹ cái menu luôn đi. Chết mẹ luôn rồi. Còn anh, anh là chất lắm nha cu. Mày chất lắm á cu. Đúng rồi. Mẹ là giơ tay phát biểu mẹ. Ăn mẹ cái menu luôn đi mày. Khách hàng gì đâu mà kỳ cục à. Người nằm cái tướng vậy đó. Người nằm cái tướng vậy đó, coi rồi được không? Trời đất ơi, mặc áo gách ha. Mặc áo vest. Mặc áo vest mà mặc quần xà lỏ. Đi giày nữa chứ mẹ. Ăn luôn cái ghế đi. Này, ăn luôn cái ghế đi. Đó. Cho vừa lòng. Đó, phải bận lịch sự với ông này nè. Ông mang cái gì vậy? Ông mang dép hả? Má giống mang dép mà ngoan dớ vậy ba. Rồi tôi sẽ cho ông ăn pizza. Đó, ăn pizza đi. Trời đất mẹ ơi. Ăn như là một cái con mà tao bỏ đói 80 năm. Thôi nghỉ mẹ đi, dẹp mẹ hết đi. Đi về đi. Đi về đi. Không bảo nữa. Bà, tôi đéo cho bà ngồi luôn, bà đi về cho tôi. Đéo. Đéo quần vũ, quần què gì hết á. Đi về, đi về. Lì như trâu. Lì như trâu như bò vậy á, phải đập ghế vô mặt vậy đó. Đừng để tôi lôi bà ra nha. Đó, tôi lôi bà ra nè. Mày đi về đi. Gì mà cái gì mà tôi thấy cái gì vậy? Trời đất mẹ ơi, vô quá người ta mà mặc quần gách. Đó cái lùm đùm lông là đen khui lùi à. Đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi. Quán đóng cửa ra anh em. Mẹ. Nào vô tao đập chết cha. Còn mấy con đĩ gùi nữa. Quán mà gùi như là cái gì vậy á. Bay không mày, bay không? Trời ơi, tao đập con gùi muốn mệt luôn. Cái miếng pizza người ta để dưới đất, tụi bay cũng ăn nữa. Đó, tao để lên bàn đó, ăn đi. Tao ăn, tao đập tới mẹ em. Trời, nó thằng cái thằng quán này nó đập như cướp vậy. Con gùi ngay đó mà nó đập không nổi. Thôi tức rồi. Thôi nghỉ mẹ quát đi. Chơi lại. Vâng, kính chào tất cả quý vị quan khách đã đến với quán ăn của chúng em ngày hôm nay. Mời quan khách ngồi. Giơ tay nữa hả? Thôi kệ đi. Đành chấp nhận. Mặc dù là không thích khách giơ tay trong quán của tôi, nhưng mà thôi, tôi phải phục vụ ông thôi. Rồi ăn đi. Xin phép dẹp cái menu nha, chứ quán còn món à, kêu menu là mẹ gì. Còn dòng cái con đĩ gùi này nữa. Ngồi ngồi đi chị, ngồi ngồi đi, ngồi đi chị. Có liền luôn, có liền luôn. Bí già luôn. Anh ăn chung với gùi luôn ha anh. Vứt đi. Đó, quán em là độc lắm anh chị ơi. Ăn xong là giục mẹ dĩa ra đường. Anh chờ chút nha anh ơi. Cái gì vậy? Vô kêu món đã rồi đi hả? Mày vô kêu món đã rồi mày đi luôn. Mẹ mày đi luôn đi nha. Dòng cái thứ mất dạy.
Cái gì vậy? Trời đất ơi, chạy đi rồi. Khách hàng gì kỳ vậy? Vô ăn đã rồi đi. Rồi đi mẹ luôn đi. Vô ăn đã rồi đi. Rồi bị tới tháng rồi không có chịu dọn dẹp. Tôi mệt quá mà. À, bán quán mà phải đi lao máu kinh. Người ta đi thỉnh kinh thì người ta lên mẹ thiên trúc gì đó. Thỉnh kinh đi. Rồi bà có kinh không bà vô? Ấy cái đầu bà tôi nghi quá à. Ăn đi. Với tay làm như là phát biểu vậy. Giết con ruồi cái mới được. Ăn đi, có mấy con ruồi chết thôi à, cũng ý kiến nữa. Thằng giờ mắc cười quá. Ôi già rồi đi ăn pizza cho chết sớm hay chi. Trời ơi già mà mặc áo à, đưa hai cái núm đen thùi lùi. Ớt à. Quán gì cũng bày đặt có menu nữa. Có món à, cũng bày đặt menu. Có món pizza à, làm ghê. Nu lẫn quần què gì không biết. Các bạn có thấy sự phục vụ của quán tôi? Tao nghi lắm mà. Tao nghi lắm mà là mày có kinh mà. Ừ, đâu. Dọn. Tới tháng rồi bày đặt ăn pizza. Ăn đồ nóng cho dữ vô. Rồi chảy thề lè ra. Còn bà ăn còn lâu hơn mấy con ruồi nữa. Có con dao đâu rồi, con dao đâu, tao chém chết mẹ mấy con ruồi. Quán ăn của người ta mà mày vô mày ăn vậy hả? Mấy con ruồi. Má mày mấy con ruồi. Bên em phục vụ món mới thôi nha chị. Chị đừng có bận tâm lắm. Ba cái pizza gùi á mà. Cho chị cái dĩa mang về nè. À, mày đậu ở đây ha. Mày đậu ở đây. Má tao đập gùi mà tao đập bằng cây tao mệt quá. Ừ hên quá chúng mày. Ủa cái gì vậy? Rồi tự nhiên cái nằm ở ngoài quán người ta. Chết ngắt. Rồi đổ thừa. Làm khách hàng khác sợ. Bà mẹ quăng mày vô cầu tiêu luôn. Trời ơi, có 15 giây để phục vụ à. Khách hàng này má kiểu như tiêu chảy hay sao, muốn phục vụ lẹ. Phải giết mấy con ruồi nữa chứ. Hên quá tôi chết. Tôi có đám ông đâu. Tôi có đám ông đâu mà ông ghét mày cái quần lò quần xịp đây thùi lùi nè. Ông vô đây với tôi luôn đi. Mà tôi khổ tâm quá. Khách hàng mắc cười quá. Đó đi ra rồi tự dấp té. Rồi tự làm con mẹ gì đó. Ai biết đâu. Còn mấy cái đĩ gùi tao mệt rồi nha. Mấy con đĩ gùi. Tao mệt tụi bay lắm rồi đó. Vô ngồi đi, vô ngồi đi. Có pizza liền, có pizza liền lên.
Đây là pizza đất đó, là quăng xuống dưới đất xong lượm lên đó cho khách hàng đó ăn đây ngon lắm. Đó là pizza đất, món đặc biệt của tiệm chúng tôi, vô làm như ngứa háng gì rồi ăn liền. Con mẹ này biết bao nhiêu cái chỗ rồi, không rồi đi ra đi, không nản biết bao nhiêu cái chỗ ngồi không rồi đi lại rồi kêu là hết chỗ ngồi đi về vậy đó, đi về mẹ luôn đi, đừng bao giờ tới đây nữa. Rồi bà không sao mà trả tiền chưa, rồi đem trả tiền ra rồi nằm ở đó luôn đi. Dòng gì mắc cười quá vậy hả, mắc cười quá à. Ăn cái gì nữa, chém chết mẹ em luôn nè, đéo cho ăn nữa, chém chết hết. Quán đóng cửa, chặn cửa. Đóng cửa rồi nha, đéo cho ăn nữa đó. Mày vô đây, ba mẹ. Mặc quần gách và đặt đi ăn pizza. Quần gách và đặt đi ăn pizza đồ. Tao lao dọn mày luôn. Rồi không có còn một cái con khách khùng chó điên nào hết. Trời má tôi chọi cái dễ chết ngồi luôn. Ú hay ta. Vâng, các bạn đã thấy cái quán của Rick phục vụ hết sức là điềm tĩnh, hết sức là tha thiết khách hàng của mình đó. Khách hàng mà vô là phục vụ tận tâm, tận tình, tận tụy. Và món ăn cũng ngon nữa, nhất là cái pizza đất đó, đó. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại một like và một subscribe. Và ngoài ra thì hãy comment ở bên dưới là các bạn có muốn ăn quán của Git hay không. Mốt Git mở quán ngoài đời thiệt nhớ qua ăn nha. Và bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.